Cầm Tâm Tựa Ngọc hiện đang là bom tấn cổ trang gây bão màn ảnh nhỏ với những tình tiết siêu đáng yêu và ngọt ngào. Bên cạnh cặp đôi chính Từ Lệ Nghi và Thập Nhất Nương thì những nhân vật nhí trong phim cũng nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của fan hâm mộ. Đầu tiên là Chuyên Ca, con trai trưởng của Từ Lệ Nghi và La Nguyên Nương. Cậu bé khiến khán giả yêu thích bởi sự đáng yêu lanh lợi, rất nhiều câu hỏi của cậu khiến khán giả phải cười bò vì quá ngây thơ và trong sáng. Tiếp theo là Từ Tự Dụ, con thứ của Từ Lệ Nghi và Văn Di Nương. Đây là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu biết, đặc biệt là rất yêu quý Chuyên Ca. Tiếp đến là Phượng Khanh, Từ Tự Giới. Đây thực chất là con riêng của Từ Lệnh Khoan, thế nhưng vì nhiều nguyên nhân mà Từ Lệnh Nghi đã nhận đây là con riêng của mình. Các bạn có cảm thấy ba cậu bé này rất siêu đáng yêu đúng không? Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.